gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng lẽ thẹn đời nàng, gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng, dừng chèo anh
mạng, có những cuộc khởi nghĩa, những cuộc nổi dậy đã được chuẩn bị hàng chục năm, hàng trăm năm, hay thậm chí là hàng nghìn năm. Có những cuộc khởi nghĩa giữa đất trời, giờ khí thiên non nước hun đúc mà thành, như cuộc khởi nghĩa tháng 8, thời cơ vận hội lại đỏ, màu đỏ của cờ, của máu, của hoa, của nỗi niềm khát vọng độc lập tự do. Liên tiếp sau đó là các cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ bờ cõi linh thiêng. Những người con máu đỏ sao vàng cùng một lòng hướng về tổ quốc thân yêu. Thank you.